Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Nguyễn Trần Gamer, YouTuber mượn ạc số không biết số mấy thôi, nói chung là YouTuber mượn ạc đang dần dần tiến tới danh hiệu YouTuber mượn ạc số 1 Việt Nam. Hôm nay là tôi lại mượn ạc nữa thôi. Để tôi coi tôi mượn ạc ai nha, đây nó không có hiện tên đâu anh em. Lắc quá mọi người ơi. À, hôm nay tôi sẽ mượn ạc các bạn lắc quá mọi người ơi. Mọi người ơi, để review em Endeavor nha. Anh hùng hồi xưa số 2, bây giờ số 1 trong My Hero. Thì em ấy nickname Facebook của tên đây á, anh ấy đã bị đổi tên anh em. Amin cũng sợ bị trùng tên nha. Tên là Hellfarm. Hellfarm là lửa địa ngục đó. Anh ấy là Legendary. Thì đồ ăn thì anh ấy đã cho ăn hết rồi, level 20 rồi. Rồi bán thì với giá là 55 kim cương. Skill thì có nhiều lắm. Shockwave Flame là bắn cái một cái làn sóng lửa nè. Shockwave nói chung bắn cái làn sóng lửa to hơn. Flame Dash nè là cái đĩa lửa. Nói chung là quăng ra cái đĩa bằng lửa đó nè. Rồi cái chiêu là bắn ra cái gì đó, nói chung cũng bắn lửa luôn, anh ấy chỉ là lửa thôi. Chiêu nào cũng liên quan tới flame hết. Rồi skill xong rồi, cái này thì không có, cái này chỉ có mấy con xịn hơn nữa, Legendary mới có thôi. Legendary không ra. Rồi. À, nói chung là em ấy chỉ có 4 skill thôi. Giờ hôm nay tôi sẽ đi theo kiểu combo là hai em này luôn nha. Hai em Hell Flame luôn nha, lửa địa ngục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm cái map nào coi. Ông này ổng lười đi thấy ghê luôn, ổng đi được có hai map anh em. Rồi tôi đi cái map mới nhất luôn nha. Wasto Ram cho ông này luôn, kéo ổng luôn. Ê, chọn con nào đây ta? Ở, chọn con này đi ha. Review em mà không chọn em thì chọn ai bây giờ? Vô. Mấy cái con này lông dịch map Ripper này đó mà. Flameway. Một đường sóng lửa. Ủa sao giống như là thủy hỏa độn thế này? À, tốc độ hồi skill rất là nhanh anh em. Level 22 nha, để cho quái tới đó nó chỉ phun hai bãi nước miếng bằng lửa thôi là quái chết nha. Phun mà phun á quái nó bị văng ra nữa nè, nó có hiệu ứng văng ra nha. Và sau khi mà nó quay trở lại anh em, nó quay chưa tới, nó đi chưa tới đó là nó đã bị phun nữa rồi. Vậy cơ bản là nãy giờ tôi lấy cái con này đứng yên một chỗ luôn anh em. Bây giờ tôi mới đi xíu nè, giờ tôi phun thôi là tôi đã giết được hai quay rồi anh em. Quay ba quay tới 11 đến quay ba anh em thấy nó mạnh tới cái mức độ nào không? Bây giờ chỉ cần đứng đây và phun thôi đó là đã ngẫm được mấy em rồi đó. Một phát nữa nè đó, tôi cần lùi xíu nè anh em. Rồi phải phun nữa nè đó, nãy giờ là chưa làm gì luôn anh em, mới là skill số 1 thôi nha, là nó đã như vậy rồi đó nè. Phun là nó có hiệu ứng đẩy ra, những con có hiệu ứng đẩy ra như vậy nó rất là lợi cho mình, bởi vì mình sẽ có được khoảng cách, mình không bị đánh. Quái thì thường là nó đánh theo kiểu khoảng cách gần thôi, từ những map sau này như map school thì nó đánh khoảng cách xa. Nhưng mà chiêu đầu tiên tôi nghĩ là đi với quay 4 là khỏe luôn anh em. Cái màn này nè, anh này là level 22 nha, bạn ấy up level 22 rồi. Bắn một cái nó văng ra, mới có một skill thôi mà tôi đã đánh được một đám rồi. Cảm giác rất là dễ dàng, tình cảm luôn anh em. Là chưa mất một miếng máu, mới nói bị mất liền anh em. Mà không sao, tại vì tới quay 4 rồi nên tôi cũng không lo vấn đề mất máu lắm. Rồi, bây giờ chúng ta lại chọn tiếp. Rồi, quay lại tiếp em này nha. Bây giờ nếu tôi kết hợp hai skill số 1 thì như thế nào? Đó là số 1 và nút Z đó anh em. Số 1 phun lửa. Chạy lại đây anh em, chạy lại đi. Chữ Z phun lửa. Ơ, bị lỗi anh em, nó không chịu phun nha. Bắn nút Z em ấy đứng luôn, em ấy không phun lửa. Bây giờ mới có con này con kia ra, có boss rồi anh em. Và bây giờ sẽ đổi qua chỉ số 2 để trị bọn này vậy. Lửa xịn hơn chăng? Phun lửa với tốc độ dữ hơn, đam to hơn anh em. Cái chiêu thứ hai là phun lửa đam to hơn, khủng hơn. Và tất nhiên là cái tốc độ hồi skill nó sẽ lâu hơn một xíu nha. Con cái skill số 1 nó hồi nhanh thiệt. Để tôi coi skill số 2 nó có đẩy quái ra không. Nếu đẩy quái ra là ngon. Vậy bọn này nó chưa sống tới mức mà để coi là quái nó có bị đẩy ra được hay không nữa anh em, là nó đã chết queo hết rồi. Cũng hơi tội nha, để tôi câu chỉ số 2 thêm một xíu nữa nè, để tôi xài coi coi là nó có đẩy con quái ra không nè. Chứ chỉ số 1 đi, chỉ số 1 đẩy nó ra cũng được. Đó, đẩy ra miếng đi ha. Rồi, chờ kêu số 2, đừng có chết nha mấy con quái. Hỏa độn, đẩy ra luôn anh em. Chiêu số 1, chiêu số 2 đều có thể đẩy ra được nha. Hai skill này nó về cơ bản là nó giống nhau, nhưng mà skill số 2 quy mô diện tích đánh nó rộng hơn, với lại đam nó to hơn, và tốc độ thì hồi phục quá thì nó sẽ hồi skill nó sẽ lâu hơn một xíu, nhưng mà về cơ bản là có thể duy trì được trạng thái tốt. Đây nè, bụp. Rồi, đứng luôn á, tôi chủ quan thì đứng luôn á nè. Bụm. Triệu hồi ra. Nó bị lỗi anh em ơi, triệu hồi ra một đứa nữa, nó không đánh nha, nó đứng im đi luôn. Rồi skill số 3 là Flame Dash, tức là ra một cái đĩa lửa. À không phải, là lao tới đối phương mà đánh chứ không có phải. Tôi tưởng là ném đĩa giống như chiêu của Clean đó anh em. Ném quả đĩa
năng lượng, nhưng mà không phải ném đĩa mà là lao tới anh nè. Lao tới liên quan gì tới cái chiêu đĩa ta hả? Lao tới hình cái đĩa hả? Vậy á, kệ đó đi, Amin ảnh muốn làm gì anh làm. Ảnh đặt tên là vậy mà. Đĩa lửa, nhưng mà tôi tưởng là sẽ nổ một cái vùng nó hình cái đĩa chẳng hạn. Bắn hụt rồi em ơi. Mà là nó lao tới này nha anh em. Kệ đi, Amin muốn lao thì lao. Rồi chiêu số 4 là Flame Tear. Cái này cũng không biết là cái gì, xài luôn đi ha. Ủa vậy thôi hả? lại nè. Bắn nữa à, hụt rồi. Tôi sẽ sử dụng chiêu số 4 lại kìa. À, để đánh được 170 mấy máu. Ôi, cái chiêu này nó như thế nào cũng không biết đâu. À, mà câu này Evido á, có nghĩa là nỗ lực đó các anh em. Tức là tên anh ấy có nghĩa là nỗ lực, dính đòn rồi. Con này đẩy con quái văn lại được anh em. À, được, để tôi đẩy nè. Nó đang xài skill, mình đẩy nó văn ra cái nó bắn hụt. Vậy nó bắn biết chừng nào trúng tôi. Nè, bắn đi. Rồi, kết liễu luôn cho nó nhanh. Đó, thì về cơ bản em này khá mạnh đó. Để tôi đi cái map nào khó khó hơn xíu coi nó ra là sao. Rồi giờ tôi sẽ đi cái map khó khó hơn một xíu nha anh em. À, Aramka đây nè. Đó, để coi nó như thế nào. Map đó nãy đi tôi thấy đơn giản quá. Đấm vài cú là xong à. Vô, một bên ta chấp hết. Ông này ổng lừa đi story quá. Đó, tôi review đi story giùm ổng luôn. Chiêu số 2 là bao ngẫm luôn nè. Đảm báo. Bụm. Tan sát liền anh em. Dứt một phát qua quay 2 ngay. Chiêu số 4 này để đánh sao. À, đánh được nhiều mục tiêu nha. Chiêu số 4 đánh được nhiều mục tiêu. Có bao nhiêu con quái gần mình nó sẽ phóng ra cái luồng năng lượng tia lửa điện gì đó. Nó sẽ hủy diệt được bao nhiêu đó nha. Thì cơ bản thì đánh khá là mạnh đó. Anh em đam to lắm. Tốc độ hồi skill lại nhanh, nó nhất là skill số 1. Skill số 1 hồi rất là nhanh. Xong rồi đó chưa. 4 quay đánh rất là đơn giản luôn anh em. Video hơi bị ngắn luôn đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nè. Bây giờ tôi sẽ chơi siêu số 4 nè. Siêu số 4 đánh không cần quay mặt lại nó đâu. Chỉ cần đứng dưới dây và uốn một cái thôi. Tất cả đều ngẫm củ tỏi. Qua một màn luôn anh em. Chiêu mấy chiêu này thì cũng phải canh nhắm nè. Không nhắm là nó đánh chỗ khác nha. Mình bật xích cấp lóc lên nha. Chiêu số 1 đánh chắc tính nó đánh không chết mà nó cũng chết rồi nè. Nhưng mà chiêu số 4 thì chúng ta khỏi cần nhắm nha. Chúng ta quay lưng với đối phương luôn nè. Nó vẫn chết, nó giống như đạn dí vậy đó. Quái đâu là nó dí đó nha. Ôi, ông này ổng mạnh như siêu nhân vậy đó. Ổng lừa đi story thôi. Hiện tại nó tới hơn, hình như tới 4 story rồi đó. Tôi đang đi story 4. Story 4 nó toàn là những con bắn đại bác không. Khó đi lắm anh em. Trời ơi, nó dễ dữ vậy. Rồi tới quay 10 luôn anh em. Anh này ảnh mạnh như siêu nhân. À, boss nè. Đâu rồi. Ơi, sao không đánh nhau lên trên đó nằm. À, boss bị đánh cái kẹt luôn anh em. Kệ boss luôn. Mình bỏ boss, mình đánh miền lính trước vậy. Bấm ngẫm nè. Coi boss này tôi dụ nó nè. Tôi dụ nè. À, dụ nè. À, giờ tôi chơi chiêu. Tôi không đánh. À, giờ đánh nhau là chuyện bình thường à. Tôi dụ nè anh em. À. Liêu. Bây giờ tôi chỉ cần biểu diễn tuyệt chiêu. What? Nó qua được. À, quay bay lại bên kia đi em. Đâu rồi? À, cái bức tường này con boss nó bay qua được ta. Tôi tưởng nó qua không được. Nó qua không được là nó mệt với tôi. Đây. Liêu. Liêu qua đây biểu. Ai nó qua thiệt ta. Thôi hạ nó thôi chứ. Liêu mà nó qua được thiệt mới đau chứ. Tưởng nó không qua được là tôi làm cái bức tường ngăn cách đó. Tôi ngồi tôi bắn từ từ rồi nè. Tôi bắn một cách thông thả nha. Triệu hồi một con ra đứng đỡ đòn. Rồi xong. Easy luôn nè. Rồi video hôm nay đến đây thôi. Thì em này rất là mạnh đó. Có chắc tôi cũng sắm một con quá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.